Có ai biết thương em? Hello, thân mến chào đại gia đình đã quay trở lại với kênh âm thanh BMT Củ Chi. Tiếp tục hôm nay là mình lên hai sản phẩm Amply Karaoke, một con Nanomax. Con này 12 sò, model là 5000X nha. Tăng phô tròn luôn, đời Nanomax, hàng công ty chính hãng, đời cao nghe anh em. Và một con Adirang SBA 203 ba lơ mã đời đầu, trang bị nguồn xiến tròn dây đồng và 8 sò MOSFET 1018 luôn nha. Sò đời số cao á, đời đầu năm 2005 đến bây giờ anh em, hai con tình trạng máy gin hoạt động tốt. Sẵn đây có một cặp lo này, lo bass 25 nghe anh em, bass 25 ai răng dăng 3, lo gin hát tốt. Cặp này bán 400k, anh em nào xem thấy cần hay thích liên hệ mình. Bass đường kính 25cm nè, bass ai răng dăng 3, hàng xịn nghe anh em. Tình trạng màn mũi gin đẹp không gách, từ kép nha, một từ hai từ nè, lo nhúng nhảy ok hết. Một chiếc một cặp này 400k, 400 cành cộng ship, anh em nào chốt cọc trước em 100 200 ha. Có cọc mới có đơn anh em. Cặp này anh em về thay thế cho lo nhà, nếu mà nhà mình lo đứt hay vô quýnh má la luôn, hỏi cần sửa chữa gì hết cho mắc công. Lo gin hát tốt nè, nhúng nhảy màn mũi đẹp hết, không gách gì hết nha anh em. Màn bass 25 từ kép ai răng dân 3, có tem có số luôn, sản xuất là tháng 10 năm 2010, còn tem đầy đủ anh em. Rồi bây giờ test cái chất âm cho anh em nghe. Tưởng nó gớt cái điện thoại ra luôn rồi chứ. Rồi anh em chờ tí xíu để gia cố lại cái này cái ha. Rồi đây, test nghe chất âm nghe anh em. Này không ổn rồi anh em, chờ tí xíu để mình chỉnh lại chất cấu cái đi. Quay mà nó sụp xuống không. Nãy dần vô không dần ra. Rồi ok đã. Rồi test chất âm nè. Cặp này gin hát tốt, tiếng trong trẻo bình thường anh em, không lỗi. Đây. Tiếng ấm bình thường, nghe rất hay nghe anh em. Bass 25 chân 3, rồi một chiếc nè. Một em đã đi qua, tiếp đến em kế tiếp đi. Đây chiếc thứ hai nghe anh em. Rồi, hát tốt bình thường. 400 cành hai chiếc, ship toàn quốc anh em, tiền ship anh em tính riêng nha anh em, chốt cọc. Rồi anh em nào cần liên hệ shop, cảm ơn. Rồi bây giờ mình sẽ quay tổng quan soi nội thất con Nanomax đời này cho anh em xem. Anh em nào xem thấy hết thấy cần thì liên hệ mình đặt hàng, giá con này cũng phải chăng anh em. Cấu hình 12 sò lực, 12 sò, và đặc biệt cái đời 5000X này chạy tăng phô nguồn tròn luôn nha anh em. Em này ghi công suất cho ra đạt tới là ghi rất là cao nè, 760W. Đó. Tổng quan thì em này nhìn là cũng còn tương đối đẹp. Nắp máy thì liền lạc, không có bị sét ha anh em.
mặt tiền núm volume đầy đủ và máy hoạt động nghiêm chỉnh hết. Rồi bây giờ gỡ ra xem coi bên trong như thế nào. Và trạm dẫn lo thì xài cổng dẫn nha anh em, cái cổng dẫn à, ở đây là lai hai cái cổng nè, hai cổng này là mình hay lại nha anh em, còn lại thì đều zin của em nó hết, thay lại cổng cái trạm xịn luôn nha. À, thì máy nó bị thiếu hai cái đó thì mình thay lại đồ khác ha, thay lại đồ khác nhưng mà đồ tốt hơn. Rồi gỡ ra bên trong xem tình trạng máy móc bên trong em này, công suất nguyên cho zin và chạy sò, sò đây là sò Toshiba luôn, ở một vế là 6 con Toshiba A1943 và C5198, mã sò ghi thông số rất là rõ nha anh em, máy công suất còn nguyên chân zin chưa qua sửa chữa nha. À, rồi coi với bên đây, mã sò chúng ta thấy cái số nó như nhau nha anh em, không khác con nào ha. Cánh sò và hanh nhôm cũng rất là to, hanh nhôm dài hơn 20 nè. Và cái quả tăng phô này thì đời này sử dụng cục tròn nguồn xiến nha anh em. À, cục tròn nguồn xiến. Sử dụng tụ là 10.000 UF lần 63V. Và con này trang bị Eco IC bự luôn. Số nó là 0306 nè. Đó. À. Trong hàng này gáp cũng tương đối là cái khá nha, gáp đồ tốt không à, dắt này anh em, nano mắt mà cái con này sử dụng dắt luôn nha, thông thường những cái con khác thì nó à, đời nano mắt thì nó ít sử dụng dắt, toàn là dây nó hàng trực tiếp không à. Máy tình trạng bên trong ruột là linh kiện còn cứng cáp, sử dụng là độ bền cao luôn. Rồi tổng quan máy này chỉ như thế, anh em nào xem ưng ý thì liên hệ mình quẹo lựa liền anh em, số lượng có con duy nhất à. Này đánh lo ba tắc được luôn nè. 12 sò lận. Rồi tiến hành lên nguồn và test con Baramax 5000 đít nha anh em. 12 sò tăng vô tròn luôn. Đó, cái bóng đèn này là đỏ chuyển qua xanh là máy chúng ta ok nha. Đó, máy này anh em về ghép lo là dùng ngay à, còn hoạt động tốt bình thường. Đánh cũng rất khỏe nha anh em. Có 3 lần luôn. Chép mạnh hơn ha. Thông thường thì các ly khác thì nó nằm ở đây, còn các con đời 5000 x này thì nó nằm bên đây, riêng nó bên đây nè anh em. Đó, tình trạng nhạc nghe ngon lành nha. Nút volume dặn là up V nó nghe tốt hết, bass chép đầy đủ, chúng ta dặn con nào là nó lên con đó liền. Đó. Rồi phần nhạc chúng ta đơn giản đang giỡn như thế. Tiếp đến test phần Eco, chip quang nhạy con này chạy IC 0306, IC lớn luôn nha anh em. Đó, hàng nano mắt đời này là cũng đời cao nè, trang bị cái bộ ruột cũng khá chắc. Hello. Tiếng echo cũng nhẹ và mic cũng cắt hút nha anh em. 1 2 3 4 5 5 5.
Được, được, được. 1, 2, 3, 4. Đó. Rồi, test mic số 2 nè. Bài nhạc à, giờ để qua bài nhạc khác là nhạc nó lớn rồi đó. Rồi thì mình cũng đã vừa test xong con máy. Máy hoạt động là nó full chức năng, nghe nhạc karaoke đều hoạt động bình thường hả anh em. Rồi con này anh em nào thích thì liên hệ shop đặt hàng liền tay, giá cả cũng phải chăng bình dân anh em. Nanomax chính hãng à, hàng này cũng model đời cao 5000X, volume tổng bự nằm ở đây. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu một con Ariran đời đầu năm 2005, tình trạng máy zin men đẹp hết nha anh em. Con này sử dụng bền, hát chất âm nó cũng rất là hay. Model là SBA 203 ba la mã, tem Mexico còn luôn, nắp máy sơn zin luôn nha anh em. Năm 2005 đến bây giờ là gần 20 năm rồi đấy. 20 năm máy chúng ta vẫn còn hát tốt, karaoke cực nhẹ luôn. Công suất em này là 150W, một kênh, hai kênh 300W. Thì đánh được lo 4 ôm. Công suất tiêu thụ tổng hết là 480W lần nha mọi người. Rồi mình coi còn chi tiết nào nữa không. Mặt tiền thì cũng còn tương đối ok luôn ha. Rồi gỡ nắp xem bên trong. Cái ruột con này nhìn rất là ưng mắt. Cái bo màu xanh lá hết nha anh em. Bo toàn bộ màu xanh lá cây. Rồi 205 là cái chất nó đẹp như thế đó. Tăng phô nguồn xiến rất là to nha anh em. Giờ đặc biệt dây đồng 100% luôn nha. Cục này nếu mà chúng ta bây giờ mua mà ở hàng mới, cục tăng phô quả như thế này không phải rẻ tiền nha anh em, rất đắt á, mà chỉ đồng đàng hoàng á nha. Cục tăng phô này nó xài biết chừng nào hư. Phô dây đồng xài trạm giác nè. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái phần sò, coi linh kiện chạy sò nha anh em. Đây là SK1018 nè. Đây sò SK1018 nè. Đó. Này có trên cái thân con sò là nó có đánh cái bút cái chữ số màu trắng, nhìn nhiều cái không thấy. Ở này SK1018 mới hết nha anh em. Sò bao gin cho anh em luôn. Coi cái linh kiện này, điện trở này hàng đầu mới có. Bây giờ là người ta không có sản xuất ra loại này nữa đâu. Giờ mấy loại đời mới là điện trở nó sẽ màu 4 dòng màu à. Đời đầu linh kiện Nhật này nó mới sản xuất. Điện trở các bạn thấy gần 20 năm nhưng mà cái chân con điện trở hai đầu á, quan sát nhìn cái chân còn rất là sáng nha. Đó. Chân nào cũng sáng trưng hết nha anh em.
Và các bạn biết là cái chất lượng độ bền của cái linh kiện thời bấy giờ là lúc đó là nó rất là tốt. Đó, chân bọng ok. Con này chạy tụ 63V 10.000 UF. Tụ cũng lớn ha. Cái phần rề chúng ta là nguyên chân gin và cái bo mu xít ở dưới chạy 5 con IC. Hệ thống eco là chạy IC 2399. Con này hàng này cha cái độ bay bổng nó rất là bay nha. Không thua gì những cái con mà IC xịn 50195 nghe anh em. Con này chúng ta để kỹ là mình thấy là nó bo số luôn rồi. Eco 2399 đền đầu. Ca tiếng ngọt liệm. Rồi tổng quan em này chỉ như thế. Giờ gáp vô giờ test cho em cho quý anh chị nghe thôi. Rồi lên nguồn test nè. Đi răng đời đầu 2005. Wow, quên nè. Họ khi mà để cái mình quên cái sơ ấy là bị liền. À, khi chúng ta sử dụng thì mình lưu ý thì mình tắt mở gì mình cũng phải dặn volume gì không thì cái máy chúng ta an toàn ha. Rồi con máy này là đời năm 2005, trang bị 8 sò MOSFET SK1018 và trang bị cái nguồn tròn dây đồng nha anh em, và linh kiện điện trở 5 dòng màu, sử dụng rất là bền. Đến bây giờ gần 20 năm rồi nhưng mà máy chúng ta vẫn còn zin, mạch bọng linh kiện còn cứng ngắc. Ở hàng này dùng mà phải nói là hàng cổ đời đầu ai răng. Anh em nào xem muốn trải nghiệm thử thì liên hệ shop đặt hàng anh em. Rồi giờ sẽ mình tắt mở nguồn lên. Khi chúng ta vừa mở nguồn lên là hai đèn này nó sáng nè. Và nó tắt cái đèn đỏ là máy chúng ta mới cho ga tiếng nha anh em. Đây, lên hai đèn đó. Chờ vài giây ha. Đó, cái bóng đèn đỏ nó tắt là máy chúng ta mới gọi là ok ha nè. Nghe cái cốc đúng đây đó. Rồi lên nhạc nè. Hai đàn. Con này đánh cũng rất mạnh nha. Hai đàn sáng đồng đều nhau hai kênh nha anh em. R, L. Chúng ta để ý hai con đàn này sáng là cái máy chúng ta đã ra tiếng rồi. Này nhiều cái trường hợp là có nhiều anh em á, khi mà dặn nhạc lên thấy đàn sáng nhưng mà nó không ra tiếng là từ cái máy chúng ta câu dây ra lo nó bị cái lỗi ở đó. Nhiều khi dây chúng ta nó không ăn hoặc là đến cái lo cái đàm nó không ăn thì nó sẽ không hát được, nhưng mà khi dặn là cái đàn nó sáng hoặc cái đó thì anh em phải kiểm tra lại đường dây ha. Mình dặn nhạc lên rồi mình thấy đàn nó chớp rồi là chứng tỏ con máy đã cho ra tiếng rồi đó. Rồi bây giờ là sẽ lên nhạc test lại đi. Dòng này sử dụng sò MOSFET tiếng rất sáng nè. Đánh cái tiếng cũng phải nói là nội công em này rất là mạnh, bởi vì cái nguồn dây đồng anh em có nút 3S ở đây nhắn vào thử coi. 3S này cái tiếng là nó cũng khác. Cái bo này là 5 con IC luôn nha anh em, bo mu xít 5 IC. Còn đây là công tắc tín hiệu AB ha. Quá hay. Rồi phần nhạc chúng ta ngon lành cành đào. Tiếp đến mình test echo tiếng mid được coi. Echo này sử dụng chip 2399, IC 2399. Lập tiếng rất nhẹ nghe anh em. Mình có thể căn chỉnh cái nút này theo ý thích nè. Cái delay tiếng nhanh tiếng chậm đó. Lập. Này tiếng chậm nè, cho nhanh lên nha nè. Alo. Rất nhẹ. Này mình ghép
karaoke là những cái dòng này, nếu mà con máy tình trạng hoạt động full chức năng, nghe tốt là chắc âm và nó không có con nào mà dở hết, nghe rất là hay. SPA 203-35 mã đó. Đời đầu, cái đời sau là nó sẽ ra có quạt tản nhiệt bên hông, còn đời đầu là không có, nhưng bù lại cái thanh nhôm nó rất là bự và cục thân phô thì dây đồng. Nó là vậy, linh kiện toàn bộ là linh kiện chất lượng, 5 dòng màu điện trở anh em. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thổi tình gian giờ từ đây. Nhớ em mà nhiên khó thật. Alo, quá nhẹ rồi. Đó, tình trạng máy chúng ta hoạt động tốt hết. Anh em nào xem thấy hết thì liên hệ shop đặt hàng nha anh em. Số điện thoại mình để ở góc bên trái màn hình, và địa chỉ cửa hàng là để ở dưới phần mô tả của video. Anh em nhấp vô cái mũi tên thì mình bấm xuống là mình sẽ đọc thấy cái địa chỉ cửa hàng. Anh em đặt hàng vui lòng chốt cọc trước ít nhất 300.000, mình mua hàng có cọc nha anh em. Cọc xong thì mình gửi địa chỉ cho bên shop thì em sẽ đóng hàng gửi đi theo đường bưu điện, ship hàng toàn quốc cho quý anh chị luôn, và đảm bảo hàng chúng ta đi đến nơi về đến chốn an toàn. Mình chịu trách nhiệm cái phần đó, là máy chúng ta phải nghiêm chỉnh ha. Rồi, cảm ơn em đã xem video.